Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay giới thiệu các bác mẫu xe đạp Touring XDS A903, một là mẫu xe đạp Touring full carbon. Thì như các bác chơi xe thì cũng đã biết là cái hãng XDS là một cái hãng xe đạp rất là nổi tiếng cho ra đời những cái chiếc xe mà cấu hình cao và giá cả thì cũng rất là rẻ hợp lý. Thì hôm nay em về cái chiếc xe đạp Touring XDS A903. Một xe full carbon và được chạy bộ chuyển động cũng rất là cao của dòng Shimano là dòng chiếc chuyển động Tiagra, và giá đang bán tại cửa hàng chỉ tầm 11.800.000, một chiếc xe cấu hình cực cao Touring. Các bác đi thể dục trong phố rất là nhẹ nhàng hợp lý, trọng lượng xe thì cũng khá là nhẹ. Full bộ chuyển động Shimano Tiagra với 10 tầng lít và 2 tầng đĩa. Xe có 20 tốc độ khác nhau. Đánh để trong xe. Máy ưa đi vòng. Đến phần ghi đông của chiếc xe thì chiếc xe trang bị bộ tay bấm cũng của Shimano Tiagra và bộ phanh dầu của Shimano. Sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Một số bác hay hỏi về giá của những cái chiếc xe em đưa lên, thì thứ nhất là các bác ấn mũi tên trỏ xuống thì ở phần tiêu đề em có công khai giá, hoặc là ở phần cuối video em sẽ nói giá và size của chiếc xe. Ngoài ra các bác ấn đăng ký cộng ấn chuông, chọn tất cả để theo dõi các cái xe em sẽ đăng lên trên kênh trong thời gian tới. Size xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 48 cm, từ khóa yên đến tâm cổ phốt là 55 cm. Và chiếc xe sẽ còn nó đi từ khoảng 1m64-65 đến 74-75 đi phù hợp. Bộ chuyển động là Tiagra 10 tầng lít 2 tầng đĩa, theo 20 tốc độ khác nhau. Chuyển động của chiếc xe thì cực kỳ mượt mà, tay bấm rất là nhẹ nhàng. Và giá bán của chiếc xe bây giờ đang bán mức giá là 11.800.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả là ấn nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau. 99% đàn ông tuổi trung niên thường gặp các bệnh như giảm ham muốn tình dục, yếu sinh lý, bệnh gút, đau lưng, mỏi gối, mất ngủ, suy nhược cơ thể. Các bác lên YouTube tìm kênh Thảo Dược Ngâm Rượu Tây Bắc để được giải đáp vào những thắc mắc và những bệnh lý nêu trên.